Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop mới nhất của hãng MSI. Đó là chiếc GT75VR Titan Pro. Và chiếc laptop này đang có giá là gần 90 triệu đồng. Để biết tại sao chiếc laptop GT75VR Titan Pro của MSI lại có giá cao như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là bên trong chiếc laptop này có gì nhé. Có thể nói laptop, đặc biệt là laptop gaming, là một trong những dòng sản phẩm nổi bật nhất của hãng MSI. Và trong năm 2017, hãng công nghệ máy tính này đã tiếp tục ra mắt gaming laptop ở phân khúc cao cấp nhất bằng việc tung ra mẫu GT75VR Titan Pro. Đây cũng là sản phẩm đã hoàn thành sứ mệnh kế thừa người anh là GT80 Titan cũ. Khi chiêm ngưỡng lần đầu tiên thì GT75VR Titan Pro đã gây được ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài hầm hố với toàn bộ vỏ bằng kim loại rất chắc chắn, nhưng điều này cũng làm trọng lượng của chiếc laptop trở nên khá nặng. GT75 Titan Pro sở hữu một cấu hình khá khủng khiếp, CPU i7-8720HK có khả năng ép xung lên tới 4GHz, RAM 32GB DRAM 4 và cuối cùng không thể thiếu chiếc cạm màn hình GTX 1080. Với cấu hình khủng như vậy thì nhiệt lượng tỏa ra cho chiếc laptop này khi chơi game hay làm công việc đồ họa là khá lớn. Vì vậy, so với các laptop khác thì chiếc GT75 này có hệ thống quạt làm mát vượt trội hơn hẳn, với hai quạt tản nhiệt cỡ lớn và rất nhiều lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi lớn đằng sau có thiết kế khiến liên tưởng tới một cặp ống xả của những chiếc siêu xe Lamborghini hay là Ferrari nào đó. Công nghệ quạt Cooler Boss có thể kích hoạt chế độ mát bằng một nút bấm đã làm tốt công việc tản nhiệt khi chơi game nặng. Nhưng một điểm trừ đó là nó khá ồn. Âm thanh của nó phát ra thì chẳng khác nào một chiếc quạt máy. Nhưng không sao, đối với game thủ, mát là được. Màn hình của máy là cỡ 17,3 inch, chất lượng 4K, tần số quét 120Hz và có hỗ trợ công nghệ HDR. Cổng kết nối của chiếc GT75VR Titan này có tận 5 cổng USB, 4 cổng âm thanh, 1 khe cắm thẻ SD, 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 USB Type-C và 1 cổng LAN. Chiếc laptop của MSI này đã sở hữu tất cả những cổng kết nối hiện nay. Vì GT75VR Titan có hệ thống tản nhiệt khá lớn nên nguồn cấp cho em laptop này cũng phải lớn. Đi theo cùng máy là một adapter có công suất lên tới 19,5V 20A. Và đây rồi, điều cuối cùng mình muốn nói tới cũng là một điểm nhấn đặc biệt của chiếc GT75VR Titan Pro. Đó chính là bàn phím. MSI đã hợp tác với SteelSeries để xây dựng một dòng bàn phím cơ hoàn toàn mới trên GT75VR Titan. Loại phím cơ này có khả năng đàn hồi siêu nhanh, cho độ bền gấp nhiều lần so với các loại phím cơ thông thường. Bàn phím này được trang bị công nghệ RGB 7 màu trên từng phím riêng biệt, thay vì từng vùng trên bàn phím cơ phổ biến hiện nay. Công nghệ này khá là bá đạo đấy nhá. Ngoài việc phát sáng màu tùy chọn khi chơi game vào trời tối, thì các phím có thể chuyển màu theo nhạc. Người dùng có thể tùy chỉnh nhịp điệu ánh sáng phím theo equalizer nhạc, bằng phím tắt hoặc là bằng phần mềm. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn mẫu laptop GT75 Titan Pro của hãng MSI. Đây là một trong những mẫu laptop mới nhất của hãng MSI năm 2017. Tuy giá thành của nó khá cao là 90 triệu, nhưng so với cấu hình thì theo mình đây là một mức giá khá phù hợp. Các bạn hãy đến ngay với siêu thị máy tính An Khang để có thể trải nghiệm và sở hữu cho mình những mẫu laptop mới nhất và phù hợp nhất. Siêu thị máy tính An Khang chuyên về đồ high-end và game. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.